Xin chào anh em nhé. Tiếp theo cái phần 2 về anh Hoan và những cái chú chó Malinois tuyệt vời thì mình và các bạn cùng tìm hiểu về những cái chương trình huấn luyện rất là hay tại trại anh Hoan nhé. Chú chó Arenji là đã được huấn luyện rất là bài bản rồi, nhưng mà hôm nay là mình và các bạn sẽ cùng xem là chú chó được huấn luyện và thực hiện cái bài tập như thế nào nhé. Anh Hoan ơi, thì đầu tiên là mình sẽ xem là chú chó biểu diễn như thế nào anh nhỉ? Đây thì mình sẽ giới thiệu cho luôn. Ví dụ như một con chó khi nó ở vị trí trước mặt, phải sau 3 giây thì con chó về vị trí, nhưng mà con chó mà tự động về chân là cũng bị trừ điểm. Đấy, trừ khi lệnh phát chủ phát ra có lệnh thì con chó mới được làm lệnh, còn nếu con chó làm lệnh trước thì con chó không được, và con chó luôn luôn tập trung vào nhìn vào chủ, đúng không anh? Đấy, các bạn này thấy rất là đẹp, chú chó có những cái tư thế rất là đẹp nhé, luôn luôn tập trung trên và nhìn theo cái hiệu lệnh của người chủ, người huấn luyện viên. Ngồi và lặp, mình sẽ làm ngắn cho anh được rồi. À, phần vừa rồi có phải là phần đi cạnh chân không anh? Đúng rồi. À, các bạn nhìn thấy khi hiệu lệnh con chó ngồi thì con chó phải ngồi. Và khi hiệu lệnh con chó làm, con chó phải làm. Ok, anh Hoan đứng nghiêm để em quay. Đây, các bạn nhìn thấy chú chó này rất là hào hứng này. Không có một cái dây hay là một cái dụng cụ gì hỗ trợ. Anh Hoan tay chỉ cầm một cái que nhỏ thôi. Đấy. Khi mà mình này, mình tiến gần đến này, nhưng mà chú chó cũng không hề quan tâm. Không quan tâm. Không quan tâm. Các bạn thấy không? Các chú chó này rất là mong muốn được luyện tập. Mong muốn được làm việc. Và các bạn nhìn thấy cái mặt nó hơn này, tức là chứng tỏ chú chó rất là thích. Đấy. Đây, khoảng cách rất là gần. Đấy, nhưng mà mình hoàn toàn yên tâm vì chú chó đâu có quan tâm gì đến mình nữa đâu. Ok anh Hoan ơi, tiếp tục đi. À, tiếp sau đấy là một cái lệnh gọi như lệnh nằm xuống luôn đúng không anh? Đây, mình sẽ đi vòng quanh chú chó nhé. Hoàn toàn chú chó không để ý gì cả. À, chú chó hoàn toàn là không để ý gì đến mình. Đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Là mình vừa đi vòng quanh chú chó. Đấy. Nhận diện hình ảnh, chó nhận diện hình ảnh. Cấp gì? Chú chó là chạy ngay lập tức về. Các bạn nhìn thấy không? Mình chưa có lệnh, mình đang đi phát, nó phải giật trộm. Coi mình tập luôn. Mình phát nó sẽ ngắt, nó phải tập trung vào mình. Mình phát. Đấy, khi ra sân thi, con chó nó như một người lính. Người lính là gì? Đi duyệt binh. Nó con chó và mình nó như một người lính. Nó phải tập trung. Và cái thái độ của mình cũng phải nghiêm túc đúng không anh? Mình phải nghiêm túc thì con chó sẽ nghiêm túc. Lucy. Thì nó làm đúng rồi. Và muốn để nó khóa cái vị trí ở căn bản này. Không chạy đâu thì mình lại cái bóng ấy lại phải từ từ thôi. Đưa ra. Bình tĩnh mà. À đúng rồi. Bình tĩnh rồi mới sẽ được đồ. À, dạy đi thi nó khác hoàn toàn với cả dạy ở nhà. À dạy chơi đúng không ạ? Chơi khác, à. Dạy đi thi nó khác. Tất cả ở vị trí nó phải khóa lệnh và phải căng đúng ở vị trí. Và khi có hiệu lệnh thưởng mới được phép. Nhìn nó rất căng không?
là đang mong muốn được gặm quả bóng đấy. Tập cái thi nó phải như thế em đó. Ừ. Đấy các bạn nhé. Đây vừa rồi là những cái skill, những cái tuyệt kỹ để huấn luyện những cái chú chó đi thi BH, là chú đi thi vâng lời. Thì ở tất cả các bộ môn, con chó nó phải là bình tĩnh làm việc và trong trạng thái vui vẻ. Đúng rồi, và cái thần thái. Các bạn có thể nhìn thấy cái thần thái của chú chó khi mà được làm việc. Có rất nhiều những cái chú chó mà có thể làm được như thế nhưng mà thần thái nó không thể toát lên được, đúng không anh? Đây là đang chơi với chú chó. Vừa rồi là mình hướng dẫn qua về cái động tác về đi thi, nhưng mà ở sang phần elbow ấy thì nó khó hơn ấy, thì nó sẽ ghép vào phần tạ, mà trong phần của thi elbow, phần vâng lời của phần tạ mình khó nhất. Đấy là tập thật kỹ, con chó phải ghép chặt tạ. Vừa rồi mình kết nối qua một chút để con chó tập nó hơi mệt chút, thì mình để vào bài tạ thì nó phải ghép chặt. Thì bây giờ mình sẽ dạy nó, thì khi con chó nó tập kiểu gì nó sẽ nhanh. Yeah. Mình sẽ dạy nó không được tập nhanh. Đây là cái phần tạ đúng không anh? Đúng rồi. Rồi để em quay một trước mặt anh em là một cái phần tạ này, tạ gỗ, và cái phần này là cái gì anh nhỉ? Là rào. À, cái rào. Nhảy qua rào, cắt tạ và nhảy ngược lại. À, ok. Nhưng mà không phải đơn giản chỉ là cắt tạ thôi. Đó, các bạn quan sát. Cái tạ nó phải chặt. Cắt chặt. Và cái tư thế đúng không? Cái tư thế rồi là cái động tác của chú chó còn phải như thế nào nữa? Đó, nhanh. Rồi mời các anh em cùng xem nhé. Đây là con chó này, bắt đầu hôm nay mình tập nó để nó tốt với cái grip. Thì bây giờ mình dạy nó, hướng dẫn nó để nó hiểu cái grip tiếp tạ. Quay gần đây để con chó nó hít chặt. Nó phải. Đây là con tạ tròn nhá. Xoay không được. Ừ. Kéo không được, nó phải cắp chặt. Đấy, các bạn thấy chú chó là gấp tạ rất là chặt này. Chú chó luôn luôn trong cái trạng thái căng, tức là ham muốn được làm việc, ham muốn được cống hiến. Được thưởng luôn. Đấy là cái phương pháp mà anh Hoan nói là thưởng phạt đúng không anh? Với cả những chú chó thì việc thưởng là chỉ cần một quả bóng được cắn vào thôi là sướng rồi. Đấy, các bạn nhìn này. Tha về cho chủ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nó lắc được tưởng anh.